Hồng trầu gió từ món ăn dân dã giờ đây đã trở thành đặc sản của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hồng trầu gió Đà Lạt được du khách đến tham quan nghỉ dưỡng rất yêu thích, đặc biệt là được tham quan trải nghiệm quy trình chế biến rất khắt khe của món ăn này. Hồng trầu gió được người dân Đà Lạt bắt đầu làm từ giữa tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Những trái hồng đã già, đủ lượng đường sẽ được thu hoạch về để sơ chế, gọt vỏ, vô trùng và được đưa ra treo ở điều kiện trời nắng ráo, nhiệt độ ngoài trời từ 25 tới 30 độ và kéo dài khoảng 3 tuần tới khi khô. Mình đến từ Hà Nội thì thực tế là mình cũng được ăn hồng trầu gió rất là nhiều lần rồi, tuy nhiên là đều là do bạn bè mình ở trong Đà Lạt các bạn gửi ra. Thì lần này có dịp đến du lịch ở Đà Lạt thì mình cũng thực sự là rất là muốn được trải nghiệm thực tế cái quy trình làm hồng trầu gió và thưởng thức tận nơi. Theo bà Đặng Thị Thu Vân, chủ cơ sở hồng trầu gió Lễ Vân, phường 10, thành phố Đà Lạt, hồng sấy lò truyền thống có giá từ 200 đến 250 ngàn đồng một ký, thì hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản được bán từ 400 đến 420 ngàn đồng một ký, nhưng không đủ hàng để cung cấp cho thị trường do thời điểm gần Tết nhu cầu tiêu thụ lớn. Hồng trầu gió khi được treo ở điều kiện tự nhiên sẽ giữ được hương vị, màu sắc ban đầu, đặc biệt sản phẩm này khi hút chân không sẽ bảo quản được trong thời gian từ 6 đến 7 tháng. Có mặt tại cơ sở hồng treo Lễ Vân, phóng viên trực tiếp thấy những trái hồng treo từ khoảng 7 đến 10 ngày sẽ được massage mỗi ngày để chúng mềm đều. Khi đó phần vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô lại, nhưng phần lõi bên trong cần được làm mềm và chảy phần đường ra. Vì vậy, việc massage sẽ giúp hồng treo gió ngon hơn, dẻo hơn khi bán ra ngoài thị trường.